Hai anh em, như anh em đã biết ấy, thì trước đây mình có review sản phẩm của 70 Mai, đó là cam hành trình 70 Mai của Xiaomi. Thì anh em đều biết hàng Xiaomi thì chất lượng như nào, khoảng đàn rồi. Thì cam hành trình đấy gọi là quá tuyệt vời luôn, giá khoảng hơn 2 triệu đấy, có cả cam trước cam sau nên nó đắt, với cả nó đắt nhưng mà nó rất là nét. Nói chung hàng Xiaomi anh em ta an tâm về chất lượng. Thì trước đây mình tiếp tục giới thiệu về một sản phẩm của 70 Mai mà đặt trên băng hút. Thì đây là cái bơm, và mình rất là bất ngờ luôn khi mình nhận được cái bơm này. Nó rất là nhỏ luôn này anh em này, nhỏ vãi cả nồi luôn. Rồi chúng ta sẽ xem cái bơm này nó như nào. Bơm được cả ô tô mà anh em, ô tô, máy bay, xe tăng các kiểu luôn. Rồi thì đây là hộp sản phẩm, chúng ta sẽ có logo 70 Mai. Đây là hình sản phẩm, đây. Bơm nhỏ thế nhỉ, khá là ngạc nhiên luôn. Tại vì mình đang dùng một cái bơm ô tô mà nó to phải gấp rưỡi sản phẩm này. Đấy, chúng ta sẽ có ở đây one button một nút này, dễ dàng gì sử dụng metal cleaner gì đấy, tiện nghi gì đấy, nhỏ gọn gì đó. Ở đây có 70 Mai E, ở đây có one button, thế thôi. Đây, ở dưới này là thông số chi tiết này. Số chi tiết chúng ta sẽ có là đây, mã này, các thứ này, 12V này, 6A để cắm vào điện 12V trên ô tô này. Đó, các thứ đây, hình anh. Đấy, và 70 Mai công ty, 70 Mai là kiểu cái hãng chuyên sản xuất những cái đồ cho ô tô ấy. Nên họ tập trung sản xuất những cái đồ ô tô nên đồ của họ rất là xịn sò. Đấy, anh em đều biết những cái cam hành trình của 70 Mai thì rất là ngon lành rồi. Và rất là nhiều loại cam hành trình. Trong chúng ta sẽ có một cái túi và một cái sách hướng dẫn sử dụng. Ok, túi thì chúng ta sẽ sách hướng dẫn sử dụng xoa có là 70 Mai này. Đây, chi tiết hướng dẫn nhá, đơn giản thôi. Ok, và đây cái túi rất là mỏng. Túi này chắc mình không dùng, mỏng quá. Túi này như kiểu để tránh xước cho sản phẩm thôi, không có gì đặc biệt đấy, mỏng tẹo tẹo mà. Và để bọc để đựng thôi. Đó, để bọc để đựng 70 Mai luôn, logo luôn. Anh em muốn mua sản phẩm này mình sẽ để link mua dưới video nhá, mua trên Banggood anh em. Đó, cầm lên anh em thấy ngạc nhiên không, nó như một cái đài luôn anh em ạ. Đấy, giống một cái đài vẫy trở luôn ở đây này. Đấy, có cái vạch này như kiểu dò sóng của đài luôn này. Đấy, bằng nhựa nhá, ở trên thì màu da cam, da cam kiểu da cam đậm ấy. Trong hình thì anh em thấy nó nhạt nhạt này nhưng mà ngoài nó đậm lắm. Đây, đậm, đây, đậm, đúng kiểu này luôn này. Đấy, không hiểu sao nhìn mặt này thì nó như này, nó nhạt này nhưng mà mặt này nhìn nó đậm như này. Chắc là do ánh sáng thôi. Đó, đậm lắm, đậm như này luôn. Phía trước ta sẽ có nút nguồn. Đó, bật tắt. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái vòi và cái lỗ tản nhiệt, lỗ thổi gió ấy. Rồi ở đây cũng thấy đây, cái lỗ này. Mặt sau thì chúng ta sẽ có ngược à, cầm ngược à, như này. Thông số chi tiết ở trên vỏ hộp thôi, giống vỏ hộp thôi. Cầm rất là nhẹ nhé. Đây, chúng ta sẽ bơm ô tô từ 30 đến 50 PSI. Xe máy 25 đến 45. Bóng thì 7 đến 8 PSI. Để nói chung là bơm được tất cả mọi thứ luôn, nhỏ gọn vẫy nồi luôn. Đấy, mặt sau chúng ta sẽ có cái đế này, đế để kê, có để vậy, như vậy là nó sẽ nằm như này, chứ không phải nó đứng như này. Đó, và chỉ duy nhất có một nút to bật tắt nguồn thôi. Ở trong này là cái gì đây, trong này sẽ là những cái chỗ để chúng ta đựng, không mở không bỏ nắp ra được. Đây, chúng ta sẽ cắm cái tẩu này, đây cái tẩu này, cái cắm vào ô tô để nó phát điện. Và anh em lưu ý cái dây này tất nhiên nó phải dài rồi. Đấy, sạc cái bơm ô tô nào cũng phải dài thôi, tại vì nó sẽ cắm bơm cho cả lúc trước lúc sau mà. Ui, nhỏ gọn vãi trưởng luôn. Nhỏ gọn này không biết thì nó hoạt động có tốt không nhỉ. Đây, cái dây của họ làm cũng khá là không phải mỏng lắm. Đấy, tương đối thôi, vừa thôi. Cái tẩu ở đây. Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái chân cắm này. Chân cắm này là một là bơm xe đạp, bơm bóng. Đây, ở đây có cả bơm, đây là bơm gì, bơm bóng này nghe. Đấy, nói chung là mình chủ yếu là bơm ô tô hoặc là xe máy. Xe máy thì cái này không dùng dùng pin thì chúng ta lại phải dùng tẩu chúng ta lắp vào để nó cấp nguồn cho nó nhá. Đấy, lắp vào ô tô xong rồi chúng ta lại bơm xe máy. Đây, cái kim này là kim bơm, kim này là kim bơm bóng. Ây à, chặt thế ạ. Đây, đấy, kim bơm bóng đây nha. Đây, chặt lắp vào. Rồi họ thiết kế khá là gọi là ngăn nắp ấy. Đây, dây đây. Và trong là động cơ này. Đây, những cái động cơ này. Thế thôi, đơn giản nó là vậy. Và ở đây có cái khe nhá, để chúng ta đút dây. Cái này để hộp đựng thôi, hộp đựng dây thôi.
Và cạnh bên này là cái dây để chúng ta nối vào, và thiết kế nó khá là khác so với cái bơm, những cái bơm mình review. Không phải kiểu nó dài nhưng anh em, chứ nó không ngắn đơn thuần, và nó kiểu nó xoắn đó, nó xo đây. Đấy, chúng ta sẽ vặn đó, đây cái đầu như kiểu mạ vàng ấy, kim loại ấy, không biết phải vàng thật không. Đấy, và vặn vào như này. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có ui dài thế. Đấy, bình thường ấy, bình thường họ làm những cái dây này nó rất là ngắn để làm sao anh em, để nó hiệu quả nhất, bơm được nhiều nhất. Đấy, nhưng mà cái này họ làm dài thật, rất là dài luôn. Cái này thì bơm xe đạp xe máy được, và ở đây có cả đèn nữa anh em. Đó. Đấy, hết rồi, bên trong là chỉ là cái dây và đèn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bơm thử và quấn vào như này, rất là gọn. Bơm thử test xem hiệu quả không, nhỏ gọn thật sự và nhẹ. Không biết là chất lượng như nào, mình nghĩ là tốt thôi, 70 may Xiaomi mà. Nhưng cam hành trình của họ nhá, có rất là nhiều cam hành trình giá rẻ của 70 may nhưng mà quay chất lượng tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ anh em mua cam 1 triệu của 70 may thì nó phải chất lượng, nó phải tương đương với những cam 2 triệu khác. Đấy, nó full HD hẳn luôn ý. Đây anh em có thể thấy đây, mình đã cắm điện vào rồi này. Đó, và nó lên đèn đây, đang ở mức 0 này. Và bây giờ chỉ cần bật công tắc thì nó chạy. Đây, và anh em thấy không, dây rất là dài luôn, rất là thoải mái luôn. Đây, đấy, rất là dài. Đây mình test luôn đằng sau cho anh em để xem độ dài của nó nhá. Đó, còn thừa rất là nhiều luôn. Chưa kể cái dây, đây chưa kể cái dây này nữa này. Và đây, cắm vào điện. Cắm vào điện như này. Đó, dây nguồn rất là dài luôn nha anh em. Đó, và cái bánh sau của mình đang là 2.3 này. Đó, 2.3, anh em thấy bên trái bên dưới là 2.3. Nói chung là bốn bánh của mình đang 2.3 là chuẩn rồi. Đó. Đây, dây cực kỳ dài luôn và thoải mái. Đó. Rồi, giờ thì sẽ lắp vào cái đầu này. Thực ra 2.3 là chuẩn rồi nên mình muốn bơm thì mình phải xả ra cho anh em xem. Chúng ta sẽ vặn vào thôi. Và anh em sẽ để ý có cái đèn luôn nhé. Đấy, cắm điện vào phát là có đèn luôn. Đây. Đó. Có đèn luôn chiếu này. Đó. Cắm điện vào có đèn. Không có công tắc đèn. Đây. Và nó sẽ xì luôn. Đấy, nó sẽ báo luôn cái mức rồi anh em ạ. Đây. Đó, đấy, đang báo mức là 2.3 là khoảng 30-50 PSI nhé. Đó. Như vậy là chuẩn rồi đây. Đó. Cái loại trước mình dùng ấy thì mình cắm vào, mình phải ấn vào luôn để nó khóa van luôn, để nó đỡ bị xì. Còn cái này, thế này thì anh em xoay vào phát, đấy nó tự nhận luôn. Đấy, bây giờ ví dụ mình bơm nữa, bơm một lúc thì cái kia đang 2.3 đúng không, mình sẽ bơm. Đó. Tăng lên luôn này. Kêu khá là to. Đó anh em. Thế này đây, lên đến 40 này. Đấy, và nó nóng nóng ở cái đầu này. Nóng nóng chỗ này rồi. Khá là nóng, và mình không để ý thì nó đã lên 2.5 rồi đây. 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 Đó. Đây là 2.3, 2.3, 2.5. Đấy, nói chung là phải xả đi anh em ạ. Xả đi. Rồi. Ok, thì cái bơm này nó không kiểu tự ngắt ấy. Đấy, nói chung là anh em bơm đến đâu thì anh em phải tắt đi thôi, chứ nó không tự ngắt như những cái bơm khác. Những bơm đắt tiền hơn thì nó xịn sò hơn, thì bơm ví dụ mình chỉnh đến 2.3 nó tự ngắt. Bơm này không nha anh em. Ok, như vậy bơm hoạt động ổn nhá, không vấn đề gì. Nói chung là rẻ, gọn, ngon, chỉ tiếc mỗi tội là không có chế độ tự ngắt thôi. Có đèn, đầy đủ hết mọi thứ. Quan trọng là nó nhỏ gọn so với rất là nhiều cái bơm tự ngắt. Bơm tự ngắt nó to hơn. Ưu điểm lớn nhất là nhỏ gọn. Ok, lưu sản phẩm này sẽ để dưới video nhá, là trên Magot. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm bơm ô tô, xe đạp, xe máy, xe tăng, máy bay, bóng, các thứ. Anh cảm thấy video này và thú vị đăng ký kênh nhé, chúc nhé. Cảm ơn tôi luôn. Bye bye. Đó là lần đầu tiên thấy cái bơm nó nhỏ gọn như này. Bơm ô tô anh em, bơm ô tô nhỏ gọn như này. Mắc nhỏ luôn, nhẹ nữa.